Bắt đầu từ chiều hôm qua ngày 10 tháng 9, khi mực nước lên sát mặt đê, anh Nguyễn Kim Phường, người dân ở thôn Đại Áng đã dầm mưa, ngâm mình dưới nước, quyết tâm giữ đê, dùng mọi biện pháp để gia cố đoạn đê. Anh Phường cho biết, không chỉ anh mà hàng trăm người dân ở thôn Đại Áng cùng với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ, công an, quân đội không ngại hiểm nguy, gian khổ, tiến hành các biện pháp gia cố, chống vỡ đê. Đến hôm nay, thấy mực nước tiếp tục lên cao, anh đã bàn bạc cùng với hàng xóm xung quanh ủng hộ gần 2.000 bao tải cát cùng với cọc tre để góp công, góp của cùng chính quyền địa phương gia cố cho bằng được hơn 1 km đê chạy qua địa bàn thôn. Thì tôi cùng một người dân góp một phần công sức nhỏ, chung sức với cả chính quyền và nhân dân để có cái nguyên vật liệu trong lúc này cho nó an toàn đê điều, vì là lúc này mới là lúc cần thiết. Ông Nguyễn Công Tiến, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đại Áng cho biết, mặc dù trời mưa rất to, nước sông chảy xiết, việc xếp kè rọ đá, bao cát vào vị trí sạt lở rất khó khăn. Nhưng ông cùng với người dân và lực lượng chức năng luôn túc trực và sẵn sàng các biện pháp ứng phó. Đến nay, các lực lượng đã đắp được hơn 1 km bờ đê tại khu vực thấp, khu vực nước có nguy cơ bị tràn, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương. Chúng tôi thực hiện tuyên truyền đông đảo bà con đến tham gia công tác hộ đê với việc đắp đê, cùng với đó là đưa các bao tải ở các nơi tập kết để chặn các tuyến đê bị hư hỏng cũng như là bị sạt lở để đảm bảo cho tuyến đê được an toàn. Với tinh thần phía trước là nhân dân, giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Sau khi nhận được thông tin của địa phương về tình hình mưa lũ xảy ra tại địa bàn đóng quân, đặc biệt là mực nước ngày càng dâng cao, có nguy cơ bị vỡ đê, tràn đê ở đoạn đê thuộc thôn Đại Áng, Trung đoàn Tên lửa 257 thuộc Sư đoàn Phòng không 361 đóng quân tại địa bàn xã Vĩnh Quỳnh đã kịp thời huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, khẩn trương cơ động ra địa phương, phối hợp với dân quân tự vệ, nhân dân và các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp để gia cố chống vỡ đê. Hiện tại thì hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 257, dân quân, công an và các lực lượng đã dùng hàng trăm giỏ đá cỡ lớn, đá hộc, bao cát để gia cố các vị trí hở hàm ếch bị xoáy nước đánh sạt lở. Từ tối hôm qua thì chúng ta túc trực xuyên đêm để ứng trực sẵn sàng xử lý sự cố đê điều. Trực tiếp chỉ đạo công tác chống sạt đê, Bí thư Đảng ủy xã Đại Áng, Tưởng Văn Trúc cho biết, xã đã thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của mưa bão và mực nước trên sông Nhuệ, tổ chức tuyên truyền thông báo cho người dân ở những vùng thấp có khả năng bị úng ngập biết để di dời tài sản, phương tiện, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sau khi gia cố, chống sạt lở, xã đã bố trí lực lượng theo dõi ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 để kịp thời khắc phục, xử lý. Đảng ủy, ủy ban xã đã quyết liệt chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội và các tầng lớp nhân dân đến để hộ đê, gia cố đắp bờ đê và chống tràn trên địa bàn xã Đại Áng. Và hiện nay là tuyến đê đã được kiểm soát tốt, đảm bảo cho cái việc phòng chống lụt bão trên địa bàn xã không bị nước tràn vào trong đồng và trong khu dân cư. Do nước trên thượng nguồn tiếp tục đổ về nên mực nước sông Nhuệ vẫn có nguy cơ lên cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Để đối phó, xử lý kịp thời những diễn biến bất lợi do mưa bão gây ra, các lực lượng chức năng ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện các giải pháp gia cố, chống sạt, đê tả sông Nhuệ gần trạm bơm tiêu Hòa Bình.